Xin kính chào quý chú và anh chị. Thì hôm nay trường có một số đồ đồng xưa và đồ pháp xưa. Thì trường giao lưu cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên trường chúc quý cô chú anh chị được một ngày được nhiều sức khỏe. Thì mã số đầu tiên là một ép, là một chú trâu tuổi Sửu cởi một bao vàng và đứng trên một núi vàng. Đây trường quay sơ lược cho cô chú anh chị được thấy đó. Rồi chiều cao từ đầu trâu xuống tới cái chân là 13, chiều dài là 16, cân nặng là 1,4 kg, hàng chất liệu là bằng đồng, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 1F trường giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng trường bao đánh bóng và bao hủy ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 2F là một cây kèn. Đây, cái kèn gắn xe đạp ngày xưa của mình nghe cô chú anh chị. Chất liệu là cái ống kèn này bằng đồng, ở phía sau này là bằng nhựa. Đó. Đây. Rồi, 2F. Cái kèn này xài gắn được bình thường của chú anh chị. Rồi chiều dài là 18, cân nặng là 100 gram yếu. Đó. Thì 2F này trường giao lưu của chú anh chị là 500.000 đồng. 500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 3F là một ấn tỳ hưu. Rồi một ấn tỳ hưu của chú anh chị. Rồi. Hàng là lành lặn và liền lạc của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng, chiều cao là 9 phân, chiều ngang là 6 phân. Đó, cân nặng của một cái ấn là 900 g, giá tính 900 g thôi. Đây, hàng còn lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 3F này trường giao lưu của chú anh chị là 800.000 đồng. 800.000 đồng trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây là trường 4F là cái một chú tiểu cầm cái bút cô chú anh chị, cái đồ này đồ cầm bút một chú tiểu. Rồi chiều cao là 13, chiều dài là 17, cân nặng của một chú tiểu cầm bút là 850 gram, 850 gram, tính 800 gram thôi. 4F này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, 1 triệu trường bao phí ship bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Hàng là chất lượng và liền lạc lành lặn của chú anh chị. Rồi mã số 4F. Rồi mã số 5F là trường có một cặp sư tử, một cặp sư tử này, chú tể gừng xanh rất là quyền lực. Đây trường quay sơ lược một vòng cho chú anh chị được rõ. Một cặp của chú anh chị, cặp sư tử. Rồi chiều cao là 13, chiều dài từ đuôi sư tử tới miệng sư tử là 22, cân nặng của một con sư tử là 850 gram. 850 gram một cặp này trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng trường bao ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Rồi mã số 6F. Mã số 6F là một con rồng ngậm ngọc, cởi trên một đám mây. Đây, con rồng ngậm ngọc cởi trên đám mây. Hàng rất là đẹp cô chú anh chị, rất là có thần lực nha. Rồng nhã ngọc. Chiều cao là 14, chiều dài là 13, cân nặng là 800 gram, chất liệu là bằng đồng. Trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 7F là một con cọp. Mã số 7F là một con cọp tuổi dần đứng trên một đống vàng. Mã số 7F là một con cọp tuổi dần đứng trên một đống vàng của chú anh chị. Hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị, và có hồn của chú anh chị. Chiều cao là 23, chiều dài của cục vàng là 15 16. Rồi cân nặng của một con cọp là 2,150 kg, tính 2,1 kg thôi. Đây ở dưới hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 7F này trường giao lưu của chú anh chị là 1.700.000 đồng, 1.700.000 đồng trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Rồi mã số 8S là trường có về ba cái mâm, có ba cái mâm. Đây cái mâm đầu tiên, mã số 8S là
thiên nga hồ sen, là có một cặp thiên nga hồ sen cô chú anh chị. Cái này trường đánh bóng cho cô chú anh chị thấy là cái chất liệu nó bằng đồng là như thế này đó. Đây ở phía sau nó có cái móc treo tường đây đó. Cái này là chưa đánh bóng, cái này là chưa đánh bóng. Đây là thuận bồm xuôi gió, cái tích thuận bồm xuôi gió của chú anh chị, hai con lành lặn về liền lạc nha. Đó. Rồi đây, rồi đây là cá chép vọng nguyệt. À, mình còn kêu cá chép đống chăng á, thì xung quanh của nó là có gì, có những cái tích nè, bông hoa người ta đánh lên đó. Hàng là liền lặng và là lạc nha. Lý ngư vọng nguyệt, đây nó có chữ đây, lý ngư vọng nguyệt đây cô chú anh chị. À, rồi chiều dạ chiều ngang là 52, lọt lòng là 40, cân nặng của một cái mâm là 1,2 kg yếu. À, mình tính 1,4 kg thôi. Rồi mỗi một cái mâm về trường giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu, 1 triệu trừ bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 9S đó, trường có một cái nón, một cái nón cối của Pháp nha cô chú anh chị. Đây hàng của Pháp này. Rồi mã số 9S là nón cối hàng của Pháp, là hàng xưa của Pháp đó. À. Rồi hàng còn lành lặn và liền lạc nha, đội cũng bình thường của chú anh chị. À, trong đây là những cái da của cái quai, là da quai da nè. Rồi mã số 9S này trường đo chiều cao là 17, chu vi của cái vành vành nón á chịu đo hao hạo ha, chu vi hoành nón là 94. Rồi đây một cái nón của nón cói của Pháp đây. Rồi trường giao lưu của chú anh chị là mã số 9S, một cái nón cói là 3 triệu. Rồi 3 triệu. Rồi mã số 10S là một cái ấm trà có cái quai đây, cái nắp nó đây cô chú anh chị. À, cái hàng còn lành lặn và liền lạc nha. À, ấm trà có quay đây, chiều cao của ấm trà là 9 phân, chiều dài từ tay cầm và tới cái mép bên hông của ấm trà 29. Đó, hàng còn lành lặn vừa liền lạc của chú anh chị. Đây đây, rồi cân nặng của một cái ấm trà này là 800 gram. Cái này là chất liệu là bằng đồng cái ấm nha, còn cái kén là bằng gỗ của chú anh chị. Rồi mã số 10S trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng một triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 4427 à, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Mã số 11F thì mã số 11F là một cái sông Trầm đỉnh. À, sông Trầm đỉnh hình hai cái quai hai bên là hình rồng, cái nắp cũng hình rồng nha cô chú anh chị, xung quanh là cũng là hình rồng. À, chiều cao là 22, chiều ngang của hai cái quai sông Trầm, hai cái tay sông Trầm hai bên đó, 21, cân nặng là 1 kg yếu, mà tính 950 g thôi. Đây bên trong đó, cô chú anh chị thấy không, hàng chất lượng và liền lạc, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị. Rồi mã số 11S trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng trừ bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 12F đó, là trường có một cái bằng ủi con gà này, bằng ủi con gà chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, hàng là hàng xưa rồi nha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao là 23, chiều dài là 27. À, cái này có cái đế của chú anh chị, đây cái đế nó đây. À, bên trong quần ủi đây cô chú anh chị, cái này hàng còn xài được, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đây nó có lo miếng lót than ở trong nha. À, hàng còn lành lặn. Rồi để chùm căng thử cái quần ủi đó. Rồi bàn ủi này có 7 kg cô chú anh chị, 7 kg. Đó, rồi mã số 12F này trường giao lưu của chú anh chị là 3.800.000 đồng,
3.800.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 13F đó là trường có một tập cặp tài địa nhỏ đây, tài địa mini chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị. Ông địa ông cười rất là xinh xắn, rất là có hồn. Chiều cao là 14, chiều ngang đế của ông địa ngồi là 8 phân. Ông thần tài là chiều cao là 12, chiều ngang ông thần tài là cũng là 8 phân. Cân nặng của ông địa là 600 gram, 600 gram của chú anh chị. Đây giữ chừng hàng của lành lặn và liên lạc nha. Cân nặng của ông thần tài là 500 gram rưỡi, tính 500 gram thôi. Ông địa 600, ông thần tài 500, hai ông là 1 kg 50 á. Rồi mã số 13F này trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao ship toàn quốc cho chú anh chị. Rồi mã số 14F đây là một chiếc thuyền rồng chở bát tiên đi trên một cái con rồng này, nó bay trên đây là đám mây của chú anh chị. Một thuyền rồng chở bát tiên. Rồi chiều cao từ cái đầu rồng xuống dưới cái đế thuyền á là 11, chiều dài là 30, cân nặng là 1.4 kg 1.6 kg của chú anh chị. Cái này cân nặng 1.6 kg, giá mà tính 1.6 kg thôi. Chất liệu là bằng đồng, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 14F này trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 15F, mã số 15F này á là một Phật bà, Phật bà, Phật bà Bồ Tát. Đây chiều cao là 29, chu vi hoành đế là 45, cân nặng là 1.9 kg 1.7 kg. Đây, cân nặng 1.7 kg của chú chị, hai con lành lặn và liền lạc, chất liệu là bằng đồng nha. Rồi mã số 15F này chiều giao lưu của chú chị là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng, chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi hôm nay thì trường có về một cặp rìu đó, một cặp rìu đây, cặp rìu đây đó, mã số 16F đây đó, mã số 16F là một cặp rìu. Rồi trường đó chiều dài là 29, chiều ngang của rìu là 2 phân nha cô chú anh chị. Cân nặng của một cặp rìu là 1.850 kg, gần 1.9 kg, mà tính 1.850 kg thôi. Đó, đây một cặp rìu. Đây. Hai bên tay cầm của cái cặp rìu này là có hai rồng của chú anh chị. Đây. Thấy không? Có con rồng. Đây là mình có móc treo tường luôn. Móc treo tường của chú anh chị. Đây, hai cái đều có hết nha. Đây. Thấy chưa? Rồi. Một cặp này trường giao lưu cô chú anh chị là 2.200.000 đồng một cặp rìu, 2.200.000 đồng một cặp rìu cô chú anh chị. Rồi mã số 17F là một thiên thần đánh đàn. Đây một cô gái thiên thần đánh đàn cô chú anh chị. Cô gái thiên thần đánh đàn. Rồi chiều cao là 20, chu vi hoành đế của thiên thần ngồi đánh đàn á là 30, cân nặng của một thiên thần đánh đàn là 1.2 kg. Rồi hàng chất liệu là bằng đồng, hàng lành lặn và liên lạc của chú anh chị. Mã số 17F này chiều giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng, chiều bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo lô và số Facebook. Rồi trường cũng mới sưu tầm được một cái đèn của Pháp, cái đèn dầu của Pháp của chú anh chị. Đây, chất liệu là bằng đồng, hàng này còn xài được bình thường của chú anh chị. Mã số 18F là một cái đèn dầu của Pháp, chất liệu là bằng đồng,
Hàng còn xài được bình thường, lưỡi gà lại lên xuống bình thường nha. Rồi chiều bao cho cô chú chị xài. Chiều cao từ ống khói tới cái chân đèn là 52. Chu vi hoành bụng của cái đèn để đựng dầu á là 45. Chu vi hoành đế của cái chân đèn á, chân đồ hậu hạo thôi nha, 48. Đó, cái này là cái bụng mình để đèn của chú anh chị, mình mở cái này ra mình để dầu vô mình còn tim nha. Rồi mã số 18S là trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, ổ 3 triệu 200 nghìn đồng, 3 triệu 200 nghìn đồng. Rồi mã số 19F, đây là một cô gái Tây. Một cô gái Tây của chú anh chị ngồi trên một cái ghế rất là sang trọng nha. Cô gái Tây chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, ngồi trên ghế rất là sang trọng nha. Cô gái Tây này chéo quẩy ngang, hai cái chân chéo ngang nha. Giờ cô gái này cười rất là dễ thương và xinh xắn. Chiều cao là 25. Rồi chu vi hoành đế của cô gái ngồi á, chữ đồ hao hạo nha, là 33. Cân nặng của một cô gái Tây là 1,4 kg. Chất liệu là bằng đồng, hàng còn lành lặn và liền lạc. Rồi đây, rồi mã số 19F này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 500 nghìn đồng, 1 triệu 500 nghìn đồng trừ bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 20F đó, đây là cũng là một cái ấm trà tiểu nhị, ấm trà của Pháp nha, chất liệu là bằng đồng, cái tay cái quai ấm này là bằng đá cô chú chị, cái nắp của nó cũng là bằng đá nha, hàng còn lành lặn và liền lạc nha. Đây. Cái tay này bằng đá nha, cái nắp này cũng bằng đá nha. Rồi trường đo chiều cao. Ấm trà này ấm trà to nha cô chú anh chị, chiều cao là 27. Chiều dài từ miệng ấm và tới cái thân ấm là 35. Đây bên trong của cái ấm đây. Cô chú anh chị, hàng lành lặn và liền lạc nha. Rồi ấm này cân nặng là 1,1 kg, mình tí ký ký lô mốt thôi. Rồi ấm trà này là mình giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu, 4 triệu trừ bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị. Rồi trường hôm nay cũng có về một ông Khổng Minh Gia Cát Lượng. Đây ông Khổng Minh Gia Cát Lượng. Đây hôm trước trường về hai ông thì trường cũng giao lưu hết rồi, thì hôm nay trường về một ông này nữa thì trường cũng xin phép được giao lưu cô chú anh chị. Ông Khổng Minh này là quý cô chú anh chị cũng biết rồi đó, thời Tam Quốc diễn nghĩa, ổng là một trong ba người để giúp cho ông gì quên tiêu ta. Rồi ổng là mưu trí là hơn người nha. Rồi chiều cao là 44. Chiều dài hai cái tay ống gian ra là 35. Rồi, cân nặng của ông Khổng Minh là 8,5 kg, gần 9 kg rồi cô chú anh chị, 8,5 kg gần 9 kg đó. Ổng còn cái quạt, nhưng mà trường cái quạt nó để trong rồi trường quên, nãy không có đem ra, thì cô chú anh chị khi mà giao lưu với trường, trường sẽ đưa cái quạt luôn. Rồi mã số 21F này á, là chiều giao lưu của chú anh chị là 3 triệu 500 nghìn đồng đó, chiều bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị. Rồi mã số 22F đó, đây là chiều có một con cọp tủ văn đó, con cọp đồng tiền. Đây, trên lưng nó là có những cái đồng tiền nè, một cục vàng nè đó, rất là uy lực và hùng hồn. Đây cọp này rất là nặng cô chú chị, cọp này cọp bự chưa. Rồi trường đo chiều cao, chiều cao là 25, chiều dài của một con cọp là 65. Ê, cân nặng của một con cọp vậy. Cân nặng của con cọp là 13 kg của chú anh chị, hàng còn lành lặn và liền lạc. Cân nặng của một con cọp này 13 kg, hàng còn lành lặn và liền lạc nha.
Rồi mã số 22F này trừ giao lưu của chú anh chị là 6 triệu. Đây, 6 triệu trừ bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 23F. Đây trường có một cái này cũng là một cái ấm trà của chú anh chị. Đây, này của Pháp. Đó, ấm trà này của Pháp nè. Này, chất liệu là bằng đồng nha, hàng còn lành lặn và liền lạc nha. Ở đây nó có một cái xô để mà để than mình đó. Rồi mình để than mình giữ nhiệt cho cái ấm trà này. Này, bỏ than vô đây. Đó, cái này là cái chân của ấm trà, gỗ là gỗ của bên nước bên Âu, châu Âu của chú anh chị, không phải gỗ Việt Nam mình đâu nha. Ấm trà này là nó to với lắm, to luôn á, hàng của Pháp á. Trường giao lưu nhà văn được thì trường cũng xin phép được giới thiệu cô chú anh chị. Chiều cao là 79, chu vi hoành đế của cái ấm trà này á, chữ đâu hao hạo thôi nha, là 79 đó. Chiều cao của cái gỗ, cái chân gỗ này để cái bình ấm trà là 39, 38, 38 đây đó. Chiều cao của cái ấm trà này là cũng 38 luôn đó. Hàng này là hàng của Pháp của chú chị, chất liệu là bằng đồng, hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 23F này trường giao lưu của chú anh chị là 7 triệu, 7 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cái này nó có cái đồ để cái than cái gì. Rồi mã số 24F, đây trường có một Phật bà à. Đây danh phù à. Phật bà danh phù nha, Phật Bồ Tát nha, Phật bà Bồ Tát danh phù. Rồi chiều cao là 59, chu vi hoành đế cô bác ngồi á, trường đâu hao hạo nha, 1m02 chu vi hoành đế quá ngồi á. Cân nặng của một bà Bồ Tát danh phù đây, cân nặng là 15 kg nha, một bà 15 kg nha. Rồi mã số 24 này trường giao lưu của chú anh chị là 7 triệu, một vị Bồ Tát danh phù 7 triệu, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì trường cuối clip thì trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường, đã tin tưởng trường, thì trường rất cảm ơn và trường rất là vinh dự được cái đó. Rồi cuối clip trường cảm ơn quý cô chú anh chị.